Welcome tất cả em trở kênh DHG của mình hôm nay. Tiếp tục với con game Vạn Giới Ma Thần thì video này mình sẽ hướng dẫn em kỹ năng ngày thứ hai. Ngày hôm nay nông dân chú ý cho mình với sau. Đầu tiên em chú ý cho mình cái chiến lệnh ngoài map. Đây chinh chiến. Chiến lệnh quan ái. Cái này anh em làm bất kỳ 3 lần nó sẽ kích hoạt cái chiến lệnh. Chiến lệnh anh em sẽ được thêm kinh nghiệm đâu. XVIP cộng với cái lệnh treo máy. Lệnh treo máy thì nó tương đương với 2 giờ treo máy. Anh em làm bất kỳ thấp nhất ấy là 3 gói 18k thì nó tương đương với 54k. Tính ra anh em mà làm 3 lần ấy, level còn hơn cả anh em làm cái chiến lệnh mà không làm 3 lần. Nếu mà ngày đầu anh em mà làm bất kỳ 3 lần ấy thì sẽ lên được level tầm 43 đến 44. Và ngày hôm nay ấy, anh em sẽ lên được VIP 4 luôn. VIP 4 rất là quan trọng ở con game này. Đây em click vào cái dấu kim bảo là ra. Đặc quyền VIP. Đây quả VIP em chú ý nhá, game này quả VIP cực kỳ ngon luôn. VIP 1, VIP 2 ấy thì nó được X với vàng nhưng mình không nhớ bao nhiêu, hình như là 200 vạn phải ấy. Và VIP 3, VIP 4 ấy tính độc vàng mà X không cực kỳ ngon rồi. Đây 400 vạn X này, còn VIP 3 ấy sẽ được 400 vạn xu, chưa kể được thêm cả cái thời trang này, tướng tinh lệnh này. VIP 3 chỉ được con tướng tím bên ma thôi, VIP 4 ấy thì sẽ được con tướng cam bên nhân. Nếu mà game này nó đặt theo mộc thủy hỏa thổ ấy thì chắc là sẽ dễ hơn rất nhiều. Ma tiên nhân mình hay bị nhầm em ơi. Và em chú ý thêm cho mình cái vé quay X10. Cái này em từ từ bộ nhá. Không cần phải bộ này đâu. Em cứ đợi xem về sau em cần phôi nào hay là cần cái con đêm nào anh em lên thôi. Còn mấy con tướng người ta ở video ngày hôm qua mình nói qua đấy. Chắc ngày mai mình sẽ tổng hợp tất cả các con tướng meta em cần chú ý. Tại vì cái con game này hôm nay mình mới để ý. Game này về sau ấy, tổng cộng nó có 9 vị trí. Mà mấy con tướng ngày hôm qua mình chỉ được dẫn qua mấy con tướng đánh theo trận hình là 5-16 thôi. Mình không biết game này có tận 9 vị trí. Nên ngày mai chắc chắn mình sẽ làm một cái video tổng hợp tất cả các tướng anh em chú ý ở ra đầu. Mấy con tướng ngon anh em không cho phô em từ từ xem ấy. Nếu mà không có mấy con ngon hơn anh em xài mới đấy ok. Tính ra 1, 2, 3, 4, 5. 5 bên có khoảng tầm 15 con thôi anh em ơi. Tiếp đến anh em chú ý cho mình cái hoàng thành. Hoàng thành này anh em mà kiếm được cái điểm dân này rất là ngon ấy, tăng quan chức lên ấy được tướng này. Đây mình sẽ vào cho em xem nhá. Nhân vật quan tước. Đây, điểm dân chúng mình mới có 5.600 trên 6.000 năm, tức là còn thiếu 900 nữa. Giờ mà đủ ấy thì mình sẽ được thêm một con tướng này, thêm một tí đồng và cái đá tăng bậc. Nói chung là khá ngon em ơi. Điểm dân chúng ấy anh em chú ý mấy cái mà nó hiện ở dưới màn hình cho anh ấy. Mấy cái câu hỏi thì nó sẽ được nguyên liệu như vàng này, xu này. Quan trọng nó sẽ có cái điểm thân chúng. Cậu vừa anh em chú ý thêm cho mình cái du ngoạn nữa. Cái này anh em chú ý làm đủ cái tích lũy 100 nhá. Đâu nhỉ? Đây 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 đây, đây anh ơi. Điểm sơ đồ nhá. Anh em phải hoàn thành đủ 100 để mình kiếm quả trứng nhá. Đâu? Cái búa để đập trứng nhá. Và đập trứng ấy, đợi khi nào đủ 10 búa anh em mới đập. 9 búa anh không đập nhá. Vì đến 90% ấy là anh em đập đến phát thứ 10 thì mới được mấy cái nguyên liệu hiếm như là tướng ở mấy cái trên hình như này. Còn về chơi trò chơi anh em cứ chơi từng trò một cũng được, cũng không nhất thiết phải chơi trò đâu. Cứ làm sao anh em đủ 100 là được. Cái này, ngày đầu tiên mình cứ tưởng là một cái đạt 100 được thêm một xương cơ, không phải nhá, tất cả các trò chơi. Anh em chơi như nào cứ đủ 100 là được. Chơi qua qua thôi, cũng không nhất thiết phải top. Chỉ có mấy cái trò chơi ở trong cái sự kiện hay là cái gì ấy, anh em mới cần top thôi. Giờ mình còn không biết mấy cái đấy ở đâu cơ. Quay bỏ qua đi. Tiếp đến anh em chú ý cho mình cái quốc chiến ngày hôm qua mình nói đấy. Anh em chú ý nhá, làm cái châm mỏ ốc khoan á. Nó sao lại chuyển sang cái châm đỏ ấy. Nói chung là game này nhiều cái mình vẫn chưa biết đâu. Mình nhớ mình đang ở cái thành to này mà. Đã bị đuổi ở đây rồi. Không sao bị đuổi ra mình làm nhiệm vụ luôn em ơi. Mất công bị đuổi. Anh em chú ý nhá, cố gắng canh mình vào thành to mình được điểm và bảng xếp hạng được thêm rất là nhiều quà đấy, chú ý. Cái này thì nó chỉ có hai phần thưởng thôi, anh em chỉ cần làm hai cái là được. Một cái là nguyên độ thường, một cái là nguyên độ cao cấp. Ok xong một cái này, còn cái nữa nhanh thôi. Làm này sương sương tầm 1 phút một cái. Đánh xong này mình sẽ chuyển về cái thành to nhá. Cái cuộc chiến này anh em chỉ cần chú ý cho mình ở mấy cái cơ bản này. Thứ nhất là anh em làm mấy cái chấm than ở trên thành này. Một thành chỉ được một lần thôi.
Và em chú ý cái di chuyển mình nhá. Máy qua vẫn còn di chuyển. Anh em cố gắng nhá, đừng sái di chuyển. Tính làm sao nếu anh em vào nước nào mạnh ăn được thành to ấy thì em cứ ưu tiên thành to thôi. Đây mình sẽ bỏ kim bảo mua nhá, 50 hơi rõ này. Mình vẫn phải bỏ ấy. Đây, nhận điểm chinh phục mỗi lớp này. À, mỗi 10 phút nhầm. Này thu thập mà mỗi ngày này 3.000 em nguyên liệu này. Cái này thu thập theo ngày sao nhỉ? Nó không theo giờ như cái điểm chinh phục nhỉ? Điểm chinh phục này thì nó sẽ có bảng xếp hạng. Đâu nhỉ? Bảng chinh phục này. Mình đâu nhỉ? À đây là ba nước, nhầm nhầm. Đây mình xếp hạng 28 nhá. À đây là uy vọng nhỉ? Hôm nay tạm thời bỏ qua đi. Nói chung game này có rất là nhiều cái nên mình hay bị rối. Nói chung ấy, cái này anh em chỉ cần làm mấy cái chấm than thôi. Cộng với anh em chinh phục đánh mấy cái con quái nhá, cộng với đâu nhỉ? Đây, anh em chú ý mấy con tướng không? Một ngày anh em sẽ có 5 lần. Cộng với chinh phục anh em cũng có 5 lần. Đâu xem đi, chấm đỏ đây. Nhận quà. Cái này cuối ngày nhận hay gì nhỉ? Phần thưởng phải nhận trước khi làm mới và hôm sau. Nếu không sẽ bị hệ thống không thấy chữ à. Ôi cứ nhận luôn nhá. Quẩy luôn em ơi. 200 mấy 500. Ok. Chiến trường này. Chiến trường chưa là gì cả. Nói chung cái game này chơi cũng khá đơn giản thôi. Dương Lạp nó cứ có chấm đỏ này rất là ghét nhá. Anh em nào mà hay chơi game kiểu như mình ấy, nó hay bị chấm đỏ này kiểu gì em cũng phải click vào. Cái phần Lạp em ơi. Đấy. Click vào thì nó mới hết chấm đỏ. Và em nhớ làm nhiệm vụ ngày và tuần. Đây hiện tại mình vẫn còn một cái nhiệm vụ một lần tham gia bãi phòng tướng. Cái này là cái gì nhỉ? Mình còn không biết cái nhiệm vụ gì cơ. Vậy tí mình tính sau nhá. Đợi khi nào tầm một tuần đến 2 tuần ấy, game mình suôn sẻ rồi mình sẽ làm một cái video hướng dẫn tất tần tật cho em mấy cái anh em chưa biết. Đấy quốc chiến này, hoàng thành này, chinh chiến này. Game này mình thấy nhiều anh em bị kẹt map ghê nhỉ? Đây hiện tại mình thiếu level thôi ấy. Anh em cứ chơi mấy con mạnh mấy phối team ấy, auto qua. Còn về cái treo thưởng này mình thấy cũng khá ngon ấy. Em bỏ vàng reset ok nhá. Hiện ra mấy cái nhiệm vụ đồ này. Đây 40 mảnh tướng này phê loài luôn này. Cam này 100 cũng đổ này, ngày mai mình đổi luôn. Cứ có mình đổi ấy. Hiện tại mình đang cố gắng kiếm mấy con bên ấy hóa tên gì nhỉ? À đúng rồi, idol giới trẻ chưa giới. Con ấy ở game khác thì nó là hào đô đấy. Game này anh em chú ý cho mình. Mấy con tướng mà không ngon anh em đừng lên 7 sao vội. Vì anh em mở lên 7 sao không trùng sinh xuống được. Anh em sẽ không làm phôi được, chỉ có lên 9 sao anh em làm phôi an thôi. Lên ấy. Mấy con cảm giác mà không ngon chỉ lên 6 sao cho mình. Đây anh em có đấy này. Như cái team ma phải không? Mình đủ lên 7 sao rồi mình không lên. Chắc giờ mình sẽ đợi con Lứ Bố hoặc là con Ngục Không này. Sivu chắc mình sẽ không chơi. Mình nhớ còn một con đêm đưa nữa mình không nhớ tên nhỉ. À Lứ Khởi ấy. Còn bên thần thì chắc là mình sẽ chơi búp thôi. Con này sau mình làm phôi. Còn bên tiên chắc chắn là mình sẽ chơi con idol giới trẻ châu giới. Còn yêu ấy. Hiện tại mình sẽ chơi con tinh vệ với con tiểu nữ. Anh em nào mà theo dõi video ngày qua không biết. Mấy con cơ bản mà khỏe khỏe mình chơi hết. Hiện tại hàng này mình ra rất là nhiều triệu vân. Cái con chân cơ này cũng ngon nhá. Cái này là một trong mấy con mà mình sẽ tổng hợp vào cái video các con tướng meta cho anh em. Con này nó ngon đấy, khi mà nó lên level 3 phải không? Tức là lên 8 sao thì phải. Nó sẽ có 100% tỷ lệ cấm trị liệu duy trì 2 hiệp phê luôn. Game này về sau anh em sẽ chơi 2 3 búp mà cấm trị liệu ấy. Khá là hợp lý ấy. Bình thường như mấy con game 5 đến 6 vị trí thì nó cũng bình thường thôi, nhưng mà 9 vị trí nó lại khác bọt nhá. Rồi mình đọc lại kỹ năng 1 đã. Gây lên một tướng phía trước, rất là quan trọng tướng tanh này. Game này chắc là đa số anh em sẽ chơi rất nhiều ấn tanh như là con Triệu Vân này. Cộng cái con bên hệ hóa tên gì nhỉ? À nhầm, bên hệ yêu em ơi. Mình hay bị nhầm mộc thủy hóa. Cái này tanh ổn nhá. Con Triệu Vân ấy thì nó phản đòn. Con này ấy thì nó sẽ phá lại thiêu đốt. Cứ đánh nó là dính cái thiêu đốt. Mở thiêu đốt nó sẽ gây sát thương theo phần trăm công. Nói chung bên thủy. À đâu bên yêu ấy anh em tanh cơ chú ý cho mình cái con Ngư Ma Vương. Còn tanh bên nhân ấy, anh em chú ý mình con Triệu Vân. Cái con Triệu Vân này nó phá lại cực kỳ nhiều luôn, nên hôm nay mình đã kiếm cho nó cái mệnh cách khi dùng kỹ năng vật lý hồi phục HP bản thân bằng 20% lượng sát thương, lượng tím là 25%.
Còn lại chắc mình sẽ không lâm vội đâu. Giờ cái điểm mệnh cách này về sau mình sẽ kiếm cho con chính nó ngon hơn. Để lưng lên cần là 3 cái mệnh cách này cộng với một ít xu. Đây mình sẽ đánh một trận thử cho anh em xem. Map thì tải kẹt rồi. Đây map bao nhiêu đấy? 43.5 này. Không biết cái map tiếp theo quay là bao nhiêu nhỉ? Thôi bỏ qua đi. Đằng nào cái này mình cũng không nhận vội, chắc phải mấy ngày nữa mới nhận. Đây mình sẽ vào tham nhá. À quên chưa? Còn cái có ngày anh em chú ý nhá. X này, xu này, tướng reset bằng vàng cho mình nhá. Có anh em cứ mua đi. Rất là ngon nhá, tướng này. Ngày mai mình đánh cái tướng này, đây 30 mảnh tướng tím, bỏ tướng nam luôn, không tính luôn. Đấy tính độc cái mảnh tướng tím thì nó tương đương một con ấy. Mà tướng tím ấy, 8 con thì sẽ bằng con 5 sao. Đấy em tính đi, 50 kim bảo một con ấy. 50 x 8 bằng 400. Tức là chỉ với 400 vàng thôi ấy, mình đã làm một con tướng 5 sao rồi. Anh em lời không? Cực kỳ lời nhá. Anh em mà không bỏ vàng ra mua này, vọt sơ mặt luôn. Đây mình sẽ vào tháp đánh nhá. Quên lại thoát ra nhỉ. Đây tham nhá. Hiện tại ác này mình không có tướng ngon ấy, nên đã kẹt tầng 102 ấy. Nếu mà với cái lúc chiến này ấy, mình mà có mấy con tướng meta như video ngày qua ấy, thì chắc phải lên tầm 108 em ơi, chứ không phải 162 đâu. Đây mình sẽ đánh trận nha. Game này có cái tự động rất là tiện luôn. Đấy cứ tự động trong đánh. Mình mà chơi trên PC ấy, chắc chắn là mình sẽ auto rồi. Cứ như này ấy, gì ấy. Bạn nào hay lượt khiêu chiến á? Là nào nhỉ? Ủa cái này nó có lượt à? Thôi bỏ qua đi. Đây mình sẽ đánh một trận nhá. 163 rồi. Ô lag à? Bỏ thêm 50 kim bảo cho em xem luôn. Đây mình càn quét luôn nhá. Càn quét này. Thêm 1 vạn 7 này. 20 á? 20, 1 vạn 7, 217 vạn. Đắt quá nhỉ? Đầu game không nên bỏ vàng ra nhá. Về sau anh em leo cao mới bỏ thôi. Đầu game bỏ phí lắm. Hơi tiếc một tí con tiểu nữ mình mới có 5 sao thôi. Con này giảm tốc địch này khống chế cực kỳ phê luôn. Quẩy luôn nhá. Đây anh em xem một triệu vân nhá. Cái game này 99 lên mấy con phản đòn như con triệu vân ấy, hay là con hưa vương bên cái gì nhỉ? Yêu đúng rồi, yêu 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 quên. Nó phản lại cái sát thương yếu cực kỳ ngon luôn. Tí anh em xem con triệu vân quẩy nhá. Chắc là vân này mình sẽ cho lên thẳng 10 sao luôn. Tạm thời không biết là chơi lâu dài không, cứ lên 10 sao tính. Nói chung là mấy con mà mình đã xác định lên 7 sao lên, chắc chắn là mình sẽ lên 10 sao hoặc là 9 sao. Đấy em thấy triệu vân mình không? Thì nó hồi máu liên tục luôn nhá. Đấy. Vụ chém 4.000 hồi lại 1.000. Đấy. Anh em thấy không? Nó hút máu đều như vắt chanh luôn. Đây là cái lý do vì sao mà mình cố gắng kiếm cái mệnh cách hồi máu nó, tại vì cái đá phù mình không có. Đợi khi rảnh mình sẽ làm video tướng này, tổng hợp mấy cái sự kiện đang anh em hay không để ý này, cộng với build tướng thôi. Chắc chỉ có ba cái video đấy là quan trọng nhất. Mình sẽ cố gắng ngày mai mình hoàn thiện ba video đấy. Thế ngày mai anh em luôn dân chú ý cho mình mấy đấy. Thôi kìm xin kết thúc đây. Hẹn anh em ở các video sau, bye bye nha.